Thì là ông kia ông ấy không chịu khó ông lau tí nhá. Trời ơi, tội nghiệp anh Tuấn quá. Anh Tuấn ạ. Đó. Tính em nghỉ anh Tuấn cái này thử xem nhá. Rồi ok, em thấy hiệu quả đấy. Rồi. Anh bật số to quá anh thấy anh ơi, số bé thôi. Đấy. Đâu cần phải gần đâu làm. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, thì sẽ thôi thì cảm đấy. Đấy, được chưa? Ok. Cái này bắt thật. Không tệ đúng không? Đầu cho anh. Thế em chạy hết đầu ra. Anh em cùng chạy nhá. Không cần đâu em, anh em cứ chủ động đi. Anh em không muốn ở máy rồi. Đúng rồi, phải có hơi là nó sẽ không bị đứt. Càng ngày nó càng ngày nó càng cao nhá. Mày sấy cùng một lúc một chỗ của anh này này. Em ạ, xong anh sấy, mày sấy khô rồi đấy cho anh nước rồi, anh xem là nó nhanh hơn không? Là như nào? Nào thử nhá. Có nghĩa sao? Có nghĩa là em pha cái góc này, anh pha góc này không? Em cùng di hơi lỏng. Bây giờ nhá, anh cậy ra, em thử phát đi, xong làm bằng to như này. Phát gì? Đấy, anh không làm thế được. Không. Để em cậy cho, anh bỏ ra. Em cậy cái này này, em cậy bằng cái này này. Rồi. Anh em cùng xuống một lúc bằng nhau, anh để anh sấy vào đây. Ờ, có 2 miếng một thì. Ừ. Ok, thử thế cũng được. Có nghĩa anh em mình ok, em hiểu ý anh rồi. Thôi, to quá. Nóng tay, to lắm. Em mình nghĩ xuống bên kia là vừa. Đừng lấy dí tay em nóng lắm. Kéo ra. Cho anh mượn máy này đi. Đấy. Chuẩn đây. Chuẩn thay. Em đỡ phải tranh nhau hay. Sấy một phát to cho dọc ngang. Sấy ngang rồi đấy. Đấy, rồi đấy. To. Đúng một tay em, tay sấy của cái rách này, rách bên này. Thôi em ấy bên đây phải làm chứ. Anh cứa đi. Thế là đến đây hết thì đâm mà nó tự rách đúng không? Ừ. Không hết thì còn lâu nó rách. Đúng rồi. Anh sấy cho em cái neo. Chắc nhỉ, nó chắc hơn. Nhéo bị xé mảnh nhá. Nóng lắm, vẫn nóng lắm.
hay không? Quá hiệu nghiệm. Công nghệ này hay anh ạ, đéo phải hơi nước đâu, mình mất công lau tí. Hiệu quả luôn, nhưng mà thôi để anh cứ để anh dùng máy nữa. Cứ dùng hơi nước, tí dùng hơi nước để chà này nữa đúng không? Mình cũng dùng hai, cả hai. Ừ. Vậy anh em mình cắt cái chỗ này đi nhá, cho vào túi rác đúng không? Rồi. Ôi nè. Mình kéo nó bên này không? Ừ, kéo nó bên đấy đi. Bóc đi. À, xí tóc cho anh nhá. Anh bỏ cái đấy, anh bỏ hẳn cái tay vịn ra đi. Ừ, đấy, bỏ ra, đấy. Hiệu quả mà, em cứ sơ hơ hẳn luôn vậy đấy. Đã hiệu quả luôn. Lên trên cái mép này, đấy, bấm vào cái mép đấy, mình tính đâu ra đấy, bên này nhá, cái mép mà phang luôn, đấy, cái mép mà phang, đấy, cứ mép, cứ lên kéo thôi, mặt số to lắm, bỏ mép cái này, tắt đi, thôi một cái đứng tham anh ơi, đứng tham, có một thôi. Anh chỉ được em tham. Ô mẹ anh. Lái còn tham. Anh thuộc mẹ anh. Trong nó đang ngon như này thì anh nghĩ là ngon. Anh thấy là mép đấy đúng không? Ừ, đi từ mẹ. Ok. Đang lau cái chỗ này đi à. Đây keo anh này, keo anh này. Đấy, anh kể hết ra đi. Đấy, sạch rồi. Đéo biết là nó ở đâu. Sạch chứ không sạch. Nó ở trong à? Trong thì thôi nhưng mà cho nước nóng vào là sạch nha. Dùng văn dinh nó cứ dùng dinh nha. Có phải săn lai không? Nhìn được đúng đúng mà. Săn lai làm gì? Còn đâu? Nước. Đây khăn à? Đây. Đây khăn à? Anh thấy anh ấy, với khăn anh ấy. Đúng rồi, lấy khăn khô đi. Lấy hai cái luôn đi, em lau luôn. Khô hả anh? Khô ừ. Luôn. Mà ở đấy toàn khô, béo có ướt. Ủa, khô. Kèo này, nhiều chưa? Ai biết rồi. Đấy. Thôi rồi, hết rồi. Đi mẹ đây chứ. Nhân cháy lắm rồi. Nào. Ok. Đây là bị Doraemon. Thằng gì nói hai cái. Thằng cứ Doraemon. Bị Doraemon. Bị. Đây là nó đeo sạch. Đâu? Đây là con. Không không biết đấy oxy hóa rồi. Nước nó chảy oxy hóa rồi. Nó bị oxy hóa ạ. Làm sao sạch được? Ừ. Oxy hóa, nói chung là bị oxy hóa bảo. Đưa ra. Thế đúng không? Ừ. Một số cái thì nó không bị gì. Cái kính ở trong vậy thôi, nó cũng yếu lắm. Mềm lắm. Rồi. Một tí, có một tí dính ở đây. Các em ơi, trôi nước ở trên hình như là nó hết luôn mốc này. Sao? Này. Ờ. Nói chung là vẫn phải có nước thì nó vẫn cứ là tốt đấy ạ. Không có thì phải có nước. Ừ. Không có nước nó rất khó vào. Không có nước nó khô lắm. Nó khô. Ừ. Anh à, khó vào. Đây anh ơi, anh cầm em cái. Ôi giời anh ơi, anh bỏ lại một tấm rồi. Hả? Tấm bên kia anh bỏ rồi. Đâu? Đấy, xong cố. Trời. Có một cái nó nằm 4 miếng.
cái bên này chú rồi đòi để lại á? À? Đây này không, cái tấm bên này không cố lốp bên này này. Vẫn với ra được mà, đằng nào với được nhưng mà chú rồi đòi để lại cái này á? À? Không, đằng nào cũng một giây mình thả ấy, thì mình làm được càng rộng càng tốt, thì lần sau mình đỡ phải thả, đúng không? Không nói thế thì có khi thôi, để em phải sang đấy em làm lốt rồi, bởi vì đằng nào một công thả. Sang đâu, sang đâu. Em sẽ sang đấy làm bốc cái đấy cho anh. Chú biết thằng rồi, anh thạch từ đây. Không không, ừ đúng rồi, anh rạch ngang đi. Anh chia đôi khúc đấy rạch ngang cho em để em bóc nốt cho nó bằng não một công nó xuống. Anh ạ. Đấy rạch ngang cái đấy, tí em sang em xử lý nốt cho. Ok anh. Dây đã vỡ tới, dây không tới. Anh chủ khóa đo ấy. Kéo thêm mốc luôn nhá. Bây giờ nhá, anh di giúp em tí nhá. Tấm này trước này. Đấy. Không có thế bóc, không có thế, không có thế. Từ từ đã, để mà lấy lại cái thế đó. Cho ít nước về xem nó còn cái vết mấy mốc này không? Cái này tê chân quá anh ạ. Tức là làm cố tí là tê chân quá. Nhưng là lý nhá. Đéo nước nhổ mẹ quá. Tê chân quá. Em nhờ các nhờ chân tí nhá. Rũi ra như này này. Ờ em rũi ra tí, các nhờ tí. Ui tê chân quá. Vướng điện thoại này. Anh thấy anh ăn miếng to quá, anh tham quá. Đây ạ. À. Rồi anh thấy nha.